tôi thề trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông cứng nhắc và vô lý đến như thế. Đúng đấy, dù sao cũng là người quen mà cạn tình thế. Trang ơi, mày xem có cách gì giúp con yên không? Là tao thì anh ấy cũng bắt. Anh Nghiêm nổi tiếng là hung thần mà. Eo ơi, mày xem ông Nghiêm hay đứng đâu để tao còn tránh cái. Đúng rồi đấy, nên tránh đi bà. Một người đàn ông máu lạnh như thế á, có là người quen thì cũng nên làm ngơ đi, sợ lắm. Mà tao càng ngày càng thấy thương mày đấy Trang ạ. Ngày đấy tao thấy mày là đứa ấm nhất luôn. Chồng nha, lại cảnh sát nha, lại có mua được nhà, đâu phải ở trọ như bọn tao. Thì vẫn đang phải trả góp mà. Anh Nghiêm nhà tao cũng chỉ có lương cứng. May mà nhờ chị Khánh hỗ trợ thêm cho nên mới mua được căn nhà đấy. Chứ chính ra nhá, thu nhập nhà cái Đào cao hơn nhà tao đấy. Nó còn mua được đất còn gì nữa. Đất vùng khỉ ho cò gáy đấy thì nói làm gì à mày. Ông Quý nhà tao cũng không hơn đâu. Ai đời làm thợ sửa điện lạnh, đi lắp đặt được người ta tiếp, lại còn hiên ngang từ chối. Cứ như kiểu là đằng sau ông ấy không hề có ba cái tàu há mồm với cả một người vợ đang nghỉ đẻ, không có thu nhập. Chị ạ. Ừ, chờ em. Chị cho em hỏi cái bánh này bao tiền ạ? 500.000 em ạ. Thế còn cái này thì sao? Cái này 350. Anh cảm ơn. Em ơi, hay là em lấy cái này đi. Chị lấy 120 thôi. Bánh hôm qua nhưng rất ngon, đảm bảo chất lượng, không khác gì bánh mới hôm nay đâu. Vâng, chồng của hai bà thì làm sao bằng chồng tôi. Chồng của tôi nhá, không những vô công rồi nghề, không công ăn việc làm, vợ vừa xin việc cho, đùng một cái thì bị giam bằng một tháng. Đấy, chồng thế thì mới gọi là chồng chứ, nhất luôn. Thôi, đừng giận người ta nữa, chuyện cũng xảy ra rồi. Này bọn này, vợ làm ngụm nước mát đi, cho nó hạ hỏa. Rồi để đấy, anh nghĩ cách. Tìm cách á? Tôi nói cho anh biết nha Hào, ngày hôm nay là đầy tháng con đào nhá, nhưng rất có thể ngày này năm sau ấy là ngày giỗ đầu của anh luôn đấy. Trời ơi, con Yên này, hôm nay đầy tháng cháu mày mà ăn nói xui rủi thế à? Phủi phui cái mồm mày đi. Mồm xinh cứ nói linh tinh. Thật. Ôi thôi, không cau cẩu như thế nữa. Tối nay bọn mình phải uống thật say, nói xấu chồng cho bon nha. À, anh nhà không đi hả Trang? Có mà dám. Vừa mới tóm bọn mình ngoài kia xong, vẫn còn mặt mũi đi vào đây cơ á. Nhưng mà anh Nghiêm đi, Trang sẽ xin hộ mình, như thế sẽ dễ hơn đúng không? Chắc không được đâu. Anh Nghiêm nhà tao trước giờ vẫn công tư phân minh thế mà. Với cả hôm nay bận trực nên không đến được. Đèn thế. Thế nhưng mà vẫn bảo tao là phải chuẩn bị quà cáp tươm tất cho nhà cái Đào đấy. Thế á? Đợi tí. Thôi chúng mày ơi, đừng có bực mình thế nữa. Cứ để đấy, kiểu gì cái Trang về nó cũng nói anh Nghiêm. Chúng mày cứ khó chịu như thế này, cáu giận như thế này, cái Trang nó khó xử ra. Đúng rồi đấy. Đây, quà đầy tháng cho Sóc nhá. Ôi, mình xin nhá, Sóc cảm ơn cô chú nhá. Ôi, Phàng á? Trời ơi, cho tao gửi lời cảm ơn ông anh rể nhá, quý hóa lắm ý. Ông ấy phải tên là Quý chứ không phải là chồng tao đâu. Thôi Yên ạ, phải thông cảm cho anh Nghiêm tí. Dù sao anh ấy cũng là cán bộ liêm chính, đúng đắn.
Mình phải mừng cho con bạn mình chứ lị. Vâng, mừng cho con bạn mình. Đây là mừng cho cháu nhá. Một củ đấy. Xin nhá. Kể ra hôm nay ông anh rể quý hóa của mày không bắt tao ấy thì là có hai củ rồi. À, nhưng mà thôi, mày nhớ ơn tao như hai củ được nhá. Mày đi bao nhiêu chả được. Chúng mày đến chung vui với tao là được rồi. Tiền nong quan trọng gì, tao xin nhá. Ý bao nhiêu chẳng được. Úi giời, thở tao không mừng xem. Còn lâu tối nay mày mời bọn tao nhá. Chúng mày là những đứa bạn thân nhất của tao. Có quà hay không không quan trọng, nhưng mà có thì vẫn vui. Ba người định đá tôi ra một góc đây à? Chúng mình là nhóm bạn thân cơ mà. Tha lỗi cho chồng nhé. Tha đi. Tha cho nó đi. Tha đi. Cười cái xem nào. Cười xem nào. Nào, cú đan gà nhé, để tôi lấy nhá. Trời ơi, mọi người lên mâm sớm nhở. Thơm thế. Ăn uống thôi chứ đợi chờ gì nữa. Còn chờ chủ nhà chị ơi. Chủ nhà làm gì đâu thế? Hay là làm vòng bia cho nó phấn khởi à? Ờ nhở, uống trước đi nhở. Để uống trước đi. Đứng lên. Ngồi mâm này mà ăn cũng thấy ngon à. Sang bên kia ngồi. Sang kia đi, sang kia đi. Em uống với bố anh nhá. Anh uống với Trinh. Mời Trinh. Hết đi. Hết á? Úi dồi. Úi dồi. Trinh ngực một phát hết luôn này. Trinh uống khỏe nhỉ? Còn anh uống yếu nhỉ? Ừ. Trông cao to như này mà nhấp được cái nữa. Ai bảo em là anh nhấp được cái thôi, nhìn đây này. Ê ê. Hôm nay là thôi nôi cháu. Phải là chỗ cho anh chị thi đấu như thế đâu. Bố ơi. Anh Hào ơi. Hả? Ra đây ngồi uống với cả bọn em. Ngồi đấy một mình buồn chết. Thôi, mọi người cứ uống đi. Anh còn đang phải cho một cún ăn. Nào, nắm ra. Trong kia bọn em hết rồi nhá. Vợ giận đúng không? Ôi, lại cãi nhau hả anh? Mà em thấy mặt vợ anh lúc nào cũng sưng lên ấy. Nếu mà bên đấy khó quá ấy, thì sang đây với chúng em. Có chồng đẹp trai như này ấy, thì em chỉ cười cả ngày thôi. Cười tươi rói luôn đi. Ơ, Trinh ơi, thế sao em không cười với anh? Khi nào mà anh diễn hài kịch ấy, thì em cười. Ơ, anh diễn hài kịch mà. Bố ơi, sao mẹ lâu hả bố? Mẹ tâm sự mỏng với các cô một tí. Ra bây giờ đây. Tâm sự cái gì? Bố khoan anh lên đồ cho nên chị em tội phải diện đây này. Ui, ui, ui. Hôm nay vợ của anh mặc váy à? Xinh thế không biết. Rồi, này này, nhìn xem. Vợ tao hôm nay trông có được không, được không? Quá được, tao bảo mãi mới mặc đấy. Anh phải nhìn nó đây này. Đầy tháng con cứ ngỡ sinh nhật mẹ. Thế nào? Cười quá nhỉ. Bạn tao hơi bị A-Trinh ngon đấy. Chuyện. Bảo tao anh Quý không cho đẻ ba lứa liền. À, mà nhắc anh Quý bây giờ. Mày bảo ông anh tao vừa vừa thôi. Hôm nay là đầy tháng con. Bắt ông đi làm giờ này còn chưa về. Có khi lại đi đâu ấy, chắc gì đi làm. Chị Trinh ơi, thế không đi làm lấy gì mà ăn ạ? Con cái thì nheo nhóc, vợ thì vừa mới đẻ xong chị ạ. Tao làm sốt hết cả ruột đây. Chỉ ước gì ông Quý có việc quanh năm không về cũng được. Sao em cứ nói về chuyện của thằng Quý đấy? Ngồi đi, vợ ngồi đi. Đấy là người có gia đình rồi. Anh làm sao ấy nhở? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Ô, thì tối nay em tắt đèn em gọi anh sang. Ừ. Vâng. À, bố ăn gì con gắp cho? Anh gắp anh bỏ vào mồm anh. Chào cả nhà. Em, anh xin lỗi anh về muộn. Sóc đâu? Con đang ngủ trong nhà. Hay là anh đi vào tắm ù một cái xong ra ăn với mọi người nhá. Anh tặng em này. Trời ơi, đi tao xem nào. Cái gì đây? Bánh chứ cái gì? Anh Quý lãng mạn thế. Đấy, ông mà phải học chồng người ta đấy. Anh biết rồi. Anh Quý ơi, đầy tháng Sóc mà sao anh lại tặng vợ bánh sinh nhật? Tại vì nhờ có Đào, anh mới có bé Sóc. Cho nên là anh muốn cảm ơn vợ anh. Ôi, tan chảy luôn. Em xin. Sao, chồng đi làm có mệt không? Mà đi làm muộn như thế này chắc chắn là kiếm khá. Được bao nhiêu, em xem nào. Chú
chú Hà chủ nhà bảo là chú không có sẵn tiền ở đấy, cho nên xin khất. Cái gì? Chỉ nợ mấy hôm thôi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, riêng cái lão Hà tiện đấy là phải lấy được tiền rồi mới về.